Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách làm một chiếc thuyền có mái chèo. Nguyên liệu chúng ta cần không có: một chiếc motor có gắn buli và một cái buli. Cái này mình tháo ở trong ổ đĩa CD. 3 đoạn dây thép dài bằng nhau và dài khoảng 15-20cm. Một miếng gỗ, một ít tôn và một mảnh vỏ lon bia, một miếng xốp và một chiếc công tắc. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành. Đầu tiên các bạn sử dụng miếng tôn cắt thành hai miếng nhỏ để làm chân đỡ cho pulley. Ở đây do miếng tôn của mình mỏng nên mình sẽ gấp đôi lại để tăng thêm độ cứng. Cái thứ hai, chúng ta sẽ có hai chân đỡ. Theo các bạn đo khoảng cách với pulley, chúng ta sẽ lắp pulley như thế này. Các bạn tính khoảng cách làm sao để cho pulley không chạm vào miếng gỗ. Bẻ gập 90 độ. Tiếp tục với cái thứ hai. Chúng ta sẽ đánh dấu hai lỗ ở đây để đục khoét lỗ tạo chân cho pulley, tạo lỗ để nhét pulley. Sau khi uốn, chúng ta sẽ được hai chân đỡ cho pulley như thế này. Tiếp theo, các bạn dùng kìm bẻ gập dây đoạn dây thép gắn vào pulley 90 độ. Chúng ta làm như vậy để có thể tạo chuyển động cho mái chèo như thế này. Luồn hai chân đỡ vào, sau đó lại tiếp tục gập một góc. Tương tự về bên này, các bạn lưu ý gập làm sao để cho hai bên gần như cân bằng nhau, như thế thuyền sẽ chuyển động đi thẳng thay vì là chuyện bị dây ngoành. Chúng ta cắt bỏ phần thừa. Sau đó uốn chặt vào. Chúng ta sẽ được một bộ pulley như thế này. Các bạn lưu ý, chúng ta sẽ gập đầu của dây thép quấn tròn lại và không để khe hở. Gập hai bên giống hệt nhau để tạo sự cân bằng. Tiếp theo, các bạn sử dụng dây cora luồn vào trước. Sau đó gắn lên miếng gỗ. Gắn ra giữa miếng gỗ.
các bạn gắn để một khoảng cách để cho pulley không chạm vào giá đỡ. Chờ một lúc để cho nó khô. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng hai đoạn dây thép để uốn mái chèo. Các bạn bẻ gập đầu thanh thép lại như thế này. Chúng ta sẽ có hai cái mái chèo. Mái chèo sẽ được móc vào đây. Một thanh thép còn lại, các bạn bẻ gập hai đầu để tạo chỗ cố định cho mái chèo. Tiếp theo các bạn sẽ sử dụng mái chèo móc vào đầu của đoạn dây thép trên pulley. Sau đó lại bóp chặt lại để mái chèo không bị tuột ra. Khi di chuyển, mái chèo sẽ chuyển động như thế này. Tiếp theo, các bạn cố định motor lên miếng gỗ. Các bạn có thể nhét thêm một cái gì đó cứng vào trước motor để gia cố thêm độ cứng, độ vững chắc cho motor khi đang chạy, bởi vì có thể chiếc thuyền sẽ bị rung lắc. Đây là chiếc thuyền của chúng ta. Tiếp theo các bạn sẽ sử dụng một miếng vỏ lon bia để cắt phần đầu cho mái chèo. Đây là hai phần đầu của mái chèo. Tiếp theo các bạn sử dụng hai mẩu của chiếc bút bi để gắn đoạn dây thép của gắn mái chèo vào, như vậy nó sẽ chắc hơn là gắn trực tiếp thanh thép lên mái chèo. Ta sẽ gắn như thế này. Tiếp theo các bạn gắn lên mái chèo. Do bên này mình đã đặt motor cho nên chúng ta sẽ phải gắn pin lệch sang bên trái một chút để thuyền sẽ cân bằng khi di chuyển. Pin sẽ được cố định phía bên ngược với bên motor. Chúng ta sẽ đầu điện sử dụng một chiếc công tắc gắn vào phía chỗ này. Chúng ta sẽ nối nguồn điện với công tắc của motor. Các bạn cố định dây lại để không bị
vướng vào mái chèo. Sau khi kết nối, chúng ta đã có phần thô của chiếc thuyền. Hai phần này chúng ta sẽ cắt để có thể cho mái chèo chuyển động. Các bạn cắt bỏ những phần thừa. Xong chiếc thuyền. Sau đây chúng ta sẽ đi chạy thử.